Chào đón anh chị em quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Hôm nay thì bên em xin giới thiệu và tiếp thị đến anh em một em nọc xì mang thương hiệu của Hàn Quốc, có thương hiệu là Alan và có model là AE1200 anh em nhé. Sở hữu mà anh em nhìn thấy cái chữ đờ lông ở phía trước mặt này là bên em do cái vận chuyển về thì là bị rơi mất chữ đấy, và không có chữ Alan mới để mua để thay vào. Đấy, thì cái chữ đờ lông này thì em đã bóc được một cái em đầu ra để dán tạm vào đây. Và em cũng nói luôn, em này là em Alan và có model là AE1200. Và vì cái chữ bị mất, và em sẽ bán giá hợp lý hơn cho anh em để anh em chơi, chứ không phải là vấn đề gì to tát cả. Đấy, và em cũng nói luôn, đây là máy Alan. Và trên thị trường thì cũng có khá là nhiều các anh em thì là dán cái chữ Inken thành chữ đờ lông nhá. Nhưng mà đây em nói luôn, đây là em Alan 1200 với rất là nhiều chế độ nháy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 chế độ nháy anh em nhé. Rất là hay. Em này với những em phân khúc một đèn là nháy cực kỳ là nhiều luôn. Nhưng nhớ được 3 chế độ bằng tay. Tí nữa em sẽ hướng dẫn anh em sử dụng bằng tay. Còn có 5 chế độ của nhà máy, có nghĩa là các cái thể loại nhạc pop ra. Đấy. 3 chế độ nháy bằng tay, cách chỉnh và cách qua đèn nháy. Chất âm của em này thì khá là hay. Em này thì bên em đang bán ra với giá là 2.200.000 anh em nhé. Thì do mất cái chữ này đấy, thì em chỉ bán với giá là 2.000.000 để cho anh em nào mà không quan trọng cái mác nhé. Phía sau của nó vẫn là Alan bình thường, tất tần cả đều là Alan. Model của nó đây này, đấy, em nhìn nhá, tất đầy đủ các cái thông số của em nó vẫn là Alan chứ không phải là thương hiệu đờ lông luôn nhá. Đấy, nên anh em chú ý là nhìn giúp em, hàng Hàn Quốc, máy chạy điện 220. Em này thì có công suất tiêu thụ là 8W, giá là 2.000.000 để cho anh em chơi. Bao ship cho anh em là chuyển khoản đủ nhá. Tất cả các cái sản phẩm mà anh em bán ra đều tặng kèm dây giắc để cho anh em sử dụng. Hiện đây thì 3.7 của bên em thì đã tiếp tục đã cập bến. Anh chị em nào mà quan tâm thì có thể là nhanh tay liên hệ giúp em. Đấy, vì là không có chữ nên là em dán chữ đờ lông. Còn anh chị em nào không thích thì em có thể em bóc ra, em chỉ dán bằng dính hai mặt thôi. Đấy, còn anh em để nguyên cũng không vấn đề gì nhé. Còn anh em nào cần ảnh nội thất thì có thể là liên hệ với em qua Zalo. Đây, máy nhé, có một vết xước chỗ này. Đấy, còn lại rất là đẹp, màu vàng cam, vàng chanh. Đèn nước thì nháy rất là nhiều. Đấy, bây giờ em hướng dẫn qua cách chỉnh nhé. Đang chạy ở đâu thì em không biết, nhưng anh em có thể hiệu chỉnh. Vừa nãy em đã lưu ở số A rồi. Đây là lên xuống này, đây là sang trái sang phải này. Đấy, khi chỉnh xong như này, anh em bấm vào nút Memory này, nhớ P này, tiếp tục em chỉnh C, tăng lên và sẽ lùi bass xuống. Được chưa? Lùi bass, nhớ C, A này, B này, C này, rất là dễ rồi. Đây là nút qua qua hay không qua qua, tất cả về 0 decibel. Nói chung là em này tiếng khá là hay và các chế độ nháy thì cực kỳ là đỉnh rồi. Anh em nhìn dàn đèn nước là cực kỳ là ngon, giá 2.000.000 anh em nhé. Em này có size 44, cao khoảng 8 phân, sâu 29. Alan AE1200 với giá là 2.000.000 anh em nhé. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0981
0956486 giúp em ạ. Bên em ship hàng toàn quốc khi có cọc nhé. Bao ship cho nhà em là chuyển khoản ủng hộ. Anh em xem video thì cho hàng em xin một like. Và ai chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn băng ký kênh màu đỏ và bấm chuông bên cạnh để được cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất của bên em. Em xin phép tạm dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Chào anh em.